Vâng, em xin chào các bác nhé. Đây là một con đẩy rất là gọi là đỉnh trong phân khúc nha các bác. Em đang giao các bác là 10 triệu nha, 10 triệu bao gồm phí ship được tặng kèm một bộ da ba lăng. Tại sao em nói nó đỉnh ở phần này là con này ở phân khúc này nó có tính năng chơi sấp nha các bác. Có nghĩa là nó có phần cái sấp này. Đây. Cái sấp và có thể căn chỉnh đây này. Đấy. Chơi sấp 4023A của hãng Sansui Hi-Fact BR4023A. Mà anh em có thường gọi là Sansui Hi-Fact BR8023A là dòng bao đời cao hi-fi của hãng Sansui. Con này các bác chơi full 30 hoặc là những cặp bot BMB chơi gia đình rất tuyệt vời nha, chơi hai cặp 30 hoặc là những cặp bot vô tư. Giá là 10 triệu bao gồm phí ship nha các bác, điện 100 110, thì hãng Sansui thì chỉ có hàng nội địa thôi. Máy đẹp xuất sắc nha, rất là mới nha các bác, có tính năng chơi sub cực kỳ hay luôn. À, nếu các bác chơi sub thì chúng ta bật lên. Còn chơi sub thôi, còn ở đây là nút nguồn chính để mình chơi nhạc. Đấy. À, những volume mình cách tập đấy, rất là hay nha. Giá là 10 triệu bao ship được tặng kèm một bộ da ba lăng, phía trên là nắp của máy, còn tem cờ tuyệt đẹp luôn nha, đẹp keng nha các bác, cực kỳ xuất sắc luôn. Ở phân khúc này thì tầm 10 triệu các bác có tìm một con đẩy mà đời cao hay e như thế này của hãng Sansui Nhật Bản thì liên hệ cho em, tem cờ còn nguyên nha, chữ Nhật không, máy đẹp keng, giá là chỉ có 10 triệu thôi. Đợt này em về những con này giá ngon, tiết kiệm 500 nghìn so với những đợt trước. 10 triệu bao ship nha bác, chuyển khoản đủ thì còn 9 triệu 8, chỉ còn đủ em bớt 200. Đây là gồm trạm loa này các bác, trạm loa này thì hai xe nếu chơi sắp thì gặp qua, hay là cầu loa bắp chú mơ chim, cầu loa Nutrix này các bác. Đấy. Cầu loa Nutrix nha các bác, sử dụng rất cao cấp luôn nha, đường tín hiệu vào là có ba lan, khi các bác mua hàng bên em đều được tặng kèm bộ dây ba lan, volume monitor đầy đủ hết nha các bác, điện 100V nha, quá keng nha, bác là chốt em này, alo cho em nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con Sansui Hi-Fact BR4023A. Em nói là chạy nguồn xuyến thôi, tại vì những dòng đời cao cao cấp đều chạy nguồn xuyến đó nha các bác, to gần bằng bàn tay nha các bác. Phần bon nguồn sử dụng là rất là nhiều tụ, cấp 2, 4, 6, 8 tụ nha, 8 tụ nè và 24 sò nha bác, 24 sò phát nha, tiếng cực kỳ là chi tiết luôn. Ở phân khúc này em nói gọi là rất là đỉnh, bởi vì mang trong mình là một công suất khỏe 24 sò phát và chạy tăng phô xuyến 8 tụ lục nguồn và có tính năng cắt sấp chơi sấp rất tuyệt vời và máy rất là mới, giá chỉ có 10 triệu nha bác, bao gồm phí ship rồi. Đây là những con đại nhật của hãng Sansui, chơi full 30 vô tư nha bác, hai cặp 30 hoặc là các bác chơi những con robot BB gia đình, thích một con đẩy đến từ Nhật cũng như là độ mới và độ cao cấp rồi dòng mà đời cao thì B như em này có rất là nhiều tính năng chơi. 10 triệu bao ship, cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu trở lên, còn chuyển khoản đủ thì em bớt 200 là còn 9 triệu 8 bao gồm phí ship được tặng kèm một bộ dây ba lăng. Rất là mới nha các bác, cực kỳ mới luôn, các bác có thể ngắm qua rồi. Là dòng đời cao nó mới keng rồi đó. Đây là phần công suất này. Mỗi vế là chạy 12 sò, tổng là 24 con sò phát nha các bác, rất là khỏe. Mọi chi tiết mua sắm những sản phẩm anh em có liên hệ trong hai số điện thoại trên. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Em mới về những em này rất là tầm tiền, chỉ có 10 triệu thôi nha các bác.